kính chào bà con ha. Noga uh, có mặt tại Tiền Giang ha quý con ha. Đó thì uh, trong thời gian qua thì uh, quý bà con cũng uh, cần về kia về cái hỗ trợ cái thực thì kia cũng có mặt ở đây rồi. Hôm nay kia cũng mời quý con con tham dự cùng ra ha. Đó, rồi đi bà con ơi. Quân Nga xin kính chào tất cả quý vị con nha. Thì hôm nay Kia có mặt tại tỉnh Tiền Giang ha quý vị con. Đây đây là huyện Cây Cai Lậy ha quý vị con ha. Đó. thì những bà con nào cần cái chăm sóc vườn ha thì cứ mạnh dạn liên hệ với Kia ha quý vị con ha. Thì Kia cũng sắp xếp một cái thời gian. Đó. thì cùng quý vị con chúng ta chăm sóc vườn cây nhà mình ha quý vị con ha. Đó. thì ngày hôm nay Kia sẽ vô cái thăm cái vườn sầu riêng. Đó. là cái giống là Muskin ha quý vị con. Đó, đây quý vị còn thấy cái diện tích sầu uh, riêng cũng khá lớn nha. Đây là 2 ha hai quý vị. Đó. À, cây thì được uh, uh, chú công ha. À, chú vườn là tên chú công ha quý con ha. Đó, để mới xuống giống được uh, 10 ngày. Đó, thì liên hệ với Kia. Đó, thì hôm nay Kia cũng uh, uh, sắp xếp à, uh, qua đây cũng muốn cho chú ha quý con ha. Đó thì uh, sơ bộ qua thì Kia cũng uh, đi khảo sát một vòng rồi. Thì nó uh, có những quý vị con thì kia cũng muốn chia sẻ ở quy cái... cho luôn là ở cái dây thì mới trong 10 ngày á thì cây sầu riêng thì nó mới phát triển đọt theo quý con ha đó, mới phát triển đọt thôi đó, nó... bên cạnh đó cái quan trọng hơn nữa quý con là cái lý do tại tại cái vườn này á, là à, thiết thứ nhất là gì là thiết kế mô ha mô và clip thì à, OK, hả quý con ha. Nói chung mày cũng đạt chuẩn. Bên cạnh đó còn về cái cách trồng của quý con, đó. thì rất là nhiều cái video trước, ha, Kia cũng có chia sẻ cho quý vị con ở video trước á, thì cái cách mà trồng cái cây sục viên con á, thì quý vị con cũng lên lưu ý, ha, lưu ý cho Kia ở cái vấn đề là chúng ta trồng như thế nào để cho cái cây nó nó phát triển tối ưu nhất theo quý con ha. Đây, thì chính xác luôn là ở cái cái cây này nè. Đó, thì chia sẻ với con nè đó thì canh cái chú công quý vị con đó, anh, à, à, chú công à, ha à, trồng cái bầu nó khá là sâu đó nè nãy đắp hết trơn là kia môi ra quý vị con thấy còn cái khúc ha cái này là phán tắt luôn quý vị con ha từ cái mặt bầu à, mà chú công mà đắp đất lên một tấc luôn đó thì cái này là cái <laughs> cái hạn chế cho cái sự phát triển rễ hai quý vị con đó, thì kia cũng phiến cáo với quý vị con luôn thì à, những cái cây mà chúng ta đã trồng rồi như thế này nè đó, mà lỡ mà chúng ta đắp đất vô nó sâu rồi thì chúng ta phải mồi đất ra ha, mồi đất ra để để làm cho cái hệ rễ cây nó phát triển. Đó. Nếu mà chúng ta đắp đất uh, bít lại hết, đây chúng ta đắp đắp bít hết gì gì đủ với con là là gì? là cái 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 sự mà hô hấp của rễ rễ à, cây ở giai đoạn cây con quý con thì rất là yếu ha, thì rất là yếu. Đó. Còn trường hợp mà chúng ta gặp mưa nữa, mưa mà chúng ta trồng sâu nữa thì thì nó nó nảy sinh ra cái cái quá trình là yếm khí ha, ha quý vị con ha à, quá trình là yếm khí tất nhiên là cái oxy nó không tiếp xúc được với cái cái rễ cây à, thì cho nên là cái rễ cây mình hô hấp rất là yếu à, thì ngày qua ngày à, tháng qua tháng mình không thấy cây nó phát triển à, thì từ đó thì cái hệ rễ nó sẽ chết dần chết mòn ha quý vị con ha à, tại vì nó hô hấp không được à, tại vì à, à, nó bị ngọt đó quý vị con bị ngọt hô hấp không được ha à, à thì nó sẽ chết dần chết mòn thôi, nó từ từ luôn thì cái cây sầu riêng chúng ta sẽ sẽ bị uh, gụi chết gụi heo quý con ha, đó, đó thì uh, về cái cách uh, chúng ta đặt bầu uh, cây uh, sầu riêng theo quý, quý con, đó, thì uh, uh, sau đó ha, uh, sau khi mà chúng ta đặt bầu đúng tiêu chuẩn uh, đúng uh, quy trình, đó, thì uh, chúng ta quay lại chúng ta chăm sóc cây thôi, đó, cây thôi, thì uh, đối với cái, cái vụ chú công thì uh, mới xuống giống mới 10 10 ngày theo quý con thì là cái thời điểm này là rất là phù hợp luôn Đó, là làm gì chúng ta sẽ tưới kích rễ tưới kích rễ bằng cái humic cha băng Đó, đây à, kia cũng chia sẻ với con luôn ha đây humic cha băng nè à. à, humic cha băng ha là cái bịch này là một ký ha quý con ha thì à, quý bà con pha 400 lít nước à, cho kia ha 400 lít nước Đó, thì à, quý bà con à, tưới tưới một lít nước, ha, một lít nước cho một cái gốc cây này, à, một lít nước cho một cây ha. thì à, cái à, thời gian mà chúng ta tưới à, à, lặp lại á, từ 7 tới 10 ngày, heo quý con ha, bảy 10 ngày, chúng ta tưới lặp lại để chúng ta tạo mọi cái điều kiện cũng như là cái sự kích thích đó, à, quý con, để cho cái cho, cho cái rễ ta càng ngày nó càng phát triển ha, à, càng ngày càng phát triển nó ra được nhiều rễ hơn. À, thì à, bên cạnh đó thì à, sau à, sau khoảng 30 ngày, à, quý con thì cái hệ rễ nó ra đầy đủ rồi thì cái thời điểm này thì chúng ta sẽ à, cung cấp thêm cái dinh dưỡng đó, à, ở trên ở trên bề mặt đất này đó, đó. thì cái hữu cơ quy à, sinh quả của lửa 007 à, thì quý vị còn biết ha nói 007 thì à, à, mấy chú anh này chắc là là kia nghĩ là không lạ lẫm gì đâu ha. À, cái sản, à, sản phẩm này hầu như là muốn quyền thòi theo quý con ha à, đó thì à, chúng ta chọn chung lại à, với cái mát sa băng à, 5 bao 007 ta chọn một bao bua mát cho băng thì đối với cây như này chúng ta gãy bón xương thôi khoảng nửa ký thôi ha với con ha chúng ta bón xương ở trên 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 mặt à, à, mặt mô như thế này đó là 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 à, ok ha quý con ha cây à, nó có dinh dưỡng nó phát triển rồi đó thì à, ngoài cái việc mà chúng ta bón bón ở dưới gốc rồi ha, quý con thì chúng ta phải phun ở trên lá trợ lực thêm nữa ha tại vì à, khi mà à cái những cái lá non mà cái lá mà đuôi đọt đuôi, đuôi tôm mới ra như thế này đúng không? Quý vị con, chúng ta muốn tạo một cái đọt tập trung cho cái vườn mình luôn á thì à, quý bà con à, phun bổ sung à, thêm cái bo canxi như kẽm đó, và cái chai bung đọt sầu riêng. Đó. thì bo canxi như kẽm thì chắc quý bà con cũng à, hầu như là à, cũng xài khá là nhiều ha. Đó. thì ở cây sầu riêng nó cũng vậy. Đó. thì chúng ta cung cấp đầy đủ cái hàm lượng dinh dưỡng ở dưới gốc và chúng ta phun ở ở, ở trên, trên trên lá như này, đó. thì nó sẽ ra cái đọt tập trung ha cho cái vườn của mình luôn. Tại vì à, một cái vườn của mình ở quý con khi mà mình không làm một cái cây đọt tập trung như, như 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 thế này ha, đó, như thế này thì chúng ta khó là rất khó là chăm sóc, đó biết lý do tại sao? Tại vì à, quý quý cô biết ha, chúng ta gãi phân là chúng ta gãi hết một 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 lượt một trên trên cái vườn can ăn trái ta luôn chúng ta không phải là hôm nay là chúng ta gãy cái cây này ngày mai chúng ta gãy cây khác, đó à, thì cho nên là chúng ta tạo một cái cơ đột tập trung, á à, thì chúng ta rất là dễ chăm sóc, à, rất là dễ chăm sóc. vấn này thứ hai nữa là có quản lý à, về sâu bệnh hại à, trên cái cây sầu riêng thì nó cũng à, à, khá là khá là là, là à, dễ dàng ha, ừ, khá là dễ dàng. đó à, thì à, về còn à, còn ở cái vùng đất của cây lạy tiền giang thì cái thấy cái độ ph thì cũng 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 khá là ok rồi. À. này chú công rồi chú công con ơi chỉ nè à. mấy mấy cái này là nửa nửa là chú cho môi này ha môi ra cho cho nó bằng đi à, gặp liền dạ gấp gốc nghe chứ nếu mà trường hợp chú tưới nước rồi hoặc là mưa mà mưa nó dập xuống nữa ha để nó ứ ngay chăng này như cái gì như, như, như cái lòng chảo vậy đó tất nhiên là nó sẽ sẽ thối rễ dần 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 từ lá cây bệnh chết à. dạ. còn, còn cái không biết ra băng nè nãy rồi con cũng có chia sẻ cho quý vị con luôn rồi đây là chú vườn chú công thay quý vị con ha à thì một ký này là pha 400 lít nước gốc này lít thôi tưới lít thì con là được rồi đủ rồi à, ha thì 7 tới 10 ngày mình tưới lại thì sau khi cái thời gian mà mình kích thích cho cái rễ cho nó ra tập trung đầy đủ á khoảng 30 ngày sau mình cứ gãy gãy phân xương ở trên cho con được rồi cái không bảy cộng với bô mát gốc này gãy nửa ký à đó. À. À, và đồng thời nữa quý con ha bữa nay thì à, à, kia cũng à, hân à, hạnh chào đón được chỗ an toàn hả con ha À, là trung tâm cây giống à, của à, bên à, quyện cái lại hiểu về con thì à, quý bà con có nhu cầu về tất cả loại cây trồng đó, thì à, liên hệ với anh toàn hoặc là liên hệ với kia thì kia cũng chia sẻ về à, nhất là về à, các cái loại cây cây giống nha đồng thời nữa thì à, kia là cũng nhận à, là với với anh toàn luôn là chăm sóc à, vườn hoàn toàn miễn phí cho tất cả quý bà con luôn từ khi trồng đến khi thu hoạch ha à, nếu quý bà con cần. Đó đó thì uh, đây là anh uh, anh Nova của công ty Bio Gia Băng là à. liên kết với bên chỗ em là coi à. như là quản lý hết cái vùng tỉnh Tiền Giang với Long An với uh, những cái vùng lân cận để chăm sóc vườn hoàn toàn miễn phí cho, cho anh chị nếu à. nếu anh chị có nhu cầu quá mà xài thuốc bên uh, công ty Bio giỏi quả cầu nữa nhưng mà hoàn toàn là hữu hữu ích nè tại vì tụi em cũng đã thử dụng còn nhiều vườn rồi nó, à. nó, cái sự nó phát triển nó tốt và nó hữu hiệu giá cả nó phải chăng nữa thì tụi em mới chia sẻ nhà vườn cho người ta trồng tiết kiệm đó, mà đó. nói tới quả còn lửa chắc chứ chú không có nghe chưa ừ, đông, yeah. đông. đông, đông, ha à. À. Thì đến chính à. theo quý vị con này chú đông cũng hay là chú công ha <laughs> à. à. quân uh, kia cũng mời tất cả quý vị con đi thăm thêm một cái giường uh, mít nữa quý vị con ha hay chúng ta chuẩn bị làm bông đây chúng ta kia chuẩn bị một cái phương tiện để phục vụ với quý vị con thăm giường nè à ha à. rồi kia mời quý vị con đi ha tụi kia đi thăm giường luôn ra tới giường ha quý vị con ha thì à, cái à, à, chú Đông à, à, hôm nay kêu kia ra để chia sẻ về cái à, à, quy trình mà để à, chúng ta phun để lấy trái à, ở cái mùa nghịch ha quý vị con ha đây kia cũng có mang theo đây đó à, à, 10 sáu mươi hai quý vị con ha à, những cái à, bộ bài sản phẩm mà kia nói vậy thì chắc là, là quý vị con cũng à, đã từng từng sử dụng qua rồi ha à, Nhưng mà một cái quan điểm quan trọng thì kia cũng muốn chia sẻ ở quý vị con ở video này là là ở uh, chỗ nào đấy thì uh, tuy nhiên thì quý con biết ha thì chưa uh, cái nhu cầu của chú uh, chú đông thì muốn uh, để trái ha nhưng mà kia ai ra kia thấy cái cây nó hơi quá bé uh, quá bé cho nên là kia uh, 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 chia sẻ với chú ha để khoảng thời gian uh, một uh, vài tháng nữa hai quý con ha chúng ta cung cấp dinh dưỡng vào thì để cho cái cây nó lớn thêm một uh, um, À, một khoảng thời gian nữa thì chúng ta hãy tiến hành làm bông ha quý con tại vì cây nhỏ quá mà quý vị con đưa vào cái quy trình khai thác trái thì cái cây nó rất là bị si ha đó thì cái vườn cái vườn mít này là vườn mít là à, ruột ruột à, đỏ sơ vàng à, lá bầu ha quý vị con ha đây lá rất là dày ha đó, rất là dày à, ruột đỏ sơ vàng lá bầu đó. đó thì để cho cái cây chúng ta À, một vài tháng nữa thì chúng ta làm bông quý vị con thì ra cũng chia sẻ với quý vị con ha thì chúng ta cung cấp thêm hàm lượng dinh dưỡng dùm cho kia nhất là gì quý vị con bón cái quả của lửa không bảy cộng với cái bu mát ra băng về cái tỷ lệ là năm à, một ha tất nhiên là năm bao 0 7 chúng ta trồng bao bu mát thì à, à, ở cái vùng trên này quý vị con à, chứ không phải là giống như ở An Giang Đồng Tháp của Kia ha là như thế nào là là một 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 gốc À, một mô mà chúng ta trồng được 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 hai gốc thôi quý con ha, à, đây là một cái điểm khác nữa ha quý con ha, đó thì cho nên là cái hữu cơ không 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 bảy quý con thì đối với hai cây này ha thì chúng ta gãi cho Kia là một cái một cái gửi ha quý con ha, à, một cái gửi một 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 mô như thế này gồm hai cây như thế này, chúng ta gãi xung quanh đều hết cho Kia ha, đó và chúng ta cũng đồng thời chúng ta hãy tưới nước giữ ẩm ha quý con để cho cái hệ hệ vi sinh vật có lợi á, á nó đủ điều kiện để à, sống cộng sinh vào cái à, gậy cây mít chúng ta à, để cho cái gậy cây chúng ta nó phát triển mạnh hơn à, hút dinh dưỡng mạnh hơn à, máy nuôi được à, thân à, à, cây cho nó mập hơn ha Đó, thì đồng thời ở ở cái thời điểm này sau khi chúng ta gãy phân quý vị con quý vị con phun cũng nhớ phun cái bo canxi với kali kẽm và cái chai bung bột mít ha à, cái này là không thiếu ha với con ha À, không không được thiếu ở cái giai đoạn mà chúng ta à, lấy một cái à, cơ đột mới à, trên tất cả lỗ cây trồng mà trong đó có cơ mít này à, điện thoại không à, không thể thiếu à, cái bộ đôi đó bung đọt và bo canxi dây kẽm thì à, quý quý con pha cũng à, 400 lít nước dùm cho kia ha chúng ta phun ướt đều ước à, ướt đều lên thì à, à, cái vườn của chú đông thì kia cũng phát hiện được một cái à, một cái côn trùng chích thúc nữa đó quý bà con là cái gì là cái nhện đỏ ha quý bà con ha à, đỏ rất là nhiều trong quá trình mà chúng ta phun cái bông đỏ của quý vị con thì chúng ta pha thêm cho ra là cái cái đỏ ha chúng ta pha chung lại chúng ta phun giáp tàn hết cho ra cho nó ướt đều lá ha để tạo mọi cái điều kiện để cho cái lá chúng ta nó càng xanh hơn nó dày hơn giúp cho cái quá trình mà quan hợp để tích tụ những cái dịp luộc tố để giữ cái màu xanh của lá nó tốt hơn hiểu không? con thì cái cây chúng ta nó mới máy quan hợp tốt, lá quan hợp tốt, à, nó dẫn chuyển dinh dưỡng dẫn dẫn chuyển đường bột à, để nuôi cây chúng ta cho nó khỏe à, lên phải khỏe phắn lên vậy nó mau lớn theo quý con ha à, nó thì à, hôm nay đi làm bông à, giờ thấy cây nhỏ quá thôi bây giờ cũng chia sẻ cho quý con một video để chúng ta à, cung cấp dinh dưỡng để cho nuôi cây cho lớn ha à, khoảng à, tầm vài tháng nữa thì chúng ta tiến hành làm bông thôi con ha rồi à, kia cũng à, kính chào lại quý con ha đó à, thì à, mình đi thăm một cái cái vườn mít mà mà ruột đỏ sơ vàng hay là bộ với con. Bên cạnh đó thì trong này cũng có trồng cái cây vú sữa hoàng kim. À, nghe chữ hoàng kim là chúng ta biết là cái trái nó đẹp của nào ha. Mà vàng vàng nó tròn tròn nghe nó là phải muốn, muốn ăn liền với con ha. Đó à, thì à, hôm nay ở à, chú cái vườn này chú có trồng sen giống mít yêu con. Thì cái nhu cầu của chú thì cũng muốn là chúng ta à, xử lý ra hoa à, xử lý ra hoa à, đồng loạt trên cái cây vú sữa hoàng kim này. Đó à, thì à, À, ngày hôm nay thì ở cái video này khi kia cũng à, chia sẻ với bà con luôn ha à, vì cái à, chúng ta cách xử lý làm bông à, thì à, đối với cái cây cây vú sủ hoàng kim của quý, quý, quý bà con thì chúng ta cũng à, như tất cả một cái trồng khác thôi à, thì à, chúng ta thứ à, nhất là gì để khống chế đọt thứ hai là à, chúng ta cho cái lá nó già lại ha à, à, chúng ta à, xử lý làm bông Ừ, thì cái cái vườn này của của mình được bao nhiêu cây hoàng kim chú? Cây. 300 cây ha. dạ. Vậy tuổi thọ nó nhiêu nhiêu năm rồi chú? Đây, 14 tháng rồi. 14 tháng ha, 14, 13, tháng. 14 tháng Thấy cây cũng to cái này à. cũng chăm sóc kỹ hả chú. À. <laughs> Đó thì quý con cũng vừa nghe chỗ chú chia sẻ viết là về cái À, số lượng cây trồng ha và cái uh, quy trình chúng ta trồng sen à, và chăm sóc cây như thế nào mà mới có 14 tháng mà cây nó lớn như thế này à, thì thời điểm này là là cái thời điểm mà chúng ta đưa vào cái uh, quy trình mà chúng ta khai thác trái à, thì à, kia cũng chia sẻ với cả cô luôn ha, Nó thì cũng chung quy lại với con, à, thì chúng ta cũng dẫn xử xử lý cái cái bộ bộ ba làm bông này, à. đây, đây cái bộ ba làm bông nè gầm mười sáu mươi mười em mời cây b về ra qua đồng loạt hai quý con ha cái, cái này mình xài cho một loại cây hay là tất cả các loại cây luôn tất, tất cả các loại cây luôn á à, tất cả loại à. à, cây. cây luôn à, cái này bộ ba là mong là dùng cho tất cả các loại cây à. mà rất là hữu hiệu đó thì à, à, quý con pha à, 400 lít nước ha à, chúng ta pha 400 lít nước đều lại hết trơn chúng ta phun ướt đều trên cái cái tán lá tán cây như này À, thì ca cũng nói rồi ha thì chúng ta làm như nào chúng ta khống chế lại một cái đọt non nó không cho ra đọt non nữa như à, thứ, thứ hai để làm cho cái lá nó già lại thì nó sẽ ngưng cái quá trình mà mà sinh trưởng nó chuyển qua nó sinh sản nha quý con khai thác trái nó phải sinh sản phải có trái được à, thì cho nên là à, à, quý vị con à, phun đều ướt hết cái tán lá trên cái đọt hết cho kia luôn à, thì chúng ta phun à, à, ba cử cho kia vậy ha 7 ngày chúng ta phun lần à, mà chúng ta phun ba lần như thế vậy à, thì bắt đầu à, là nhú bông luôn rồi trên trên vú sửa hồ kim nó rất là dễ. nó rất là dễ à, à, xử lý làm bông ha quý con ha. Đó. À, thì à, sau khi cái quá trình mà à, chúng ta ém đọt rồi á quý con. Đó, thì à, cái dinh dưỡng ta phải à, chúng ta không cung không cung cấp dinh dưỡng ở cái giai đoạn mà chúng ta à, mà à, xử à, xử lý tàu mộng ha. Chúng ta đưa dinh dưỡng vô nữa thì À, nó nó sẽ phản lại cái một cái tác dụng đi đọt nữa rồi chúng ta cứ tiếp tục một cái à, dòng quay quanh quẩn là chúng ta cứ em rồi thôi chúng ta cắt dinh dưỡng ở giai đoạn này luôn thì nó phù hợp ha đó thì ở cái video này thì ra cũng chia sẻ với quý con à, về cái à, <laughs> à, xử lý làm bông trên cái 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 uh, sữa hoàng kim theo quý, quý với con đó, thì ở cái giai đoạn mà khi mà nó ra hoa nữa thì Kia cũng hẹn lại với con một cái video tiếp theo mà chúng ta à, dưỡng bông ha, à, dưỡng trái cũng như là chúng ta à, thúc dinh dưỡng để cho cái trái nó bóng và đẹp, đó, nó lên cái màu vàng à, cam à, cho nó sáng trái ha. Đó, thì Kia cũng hẹn lại với con à, cái video à, à, sau à, khi cái thời điểm đã ra hoa hay vị con. Và Kia cũng cảm ơn quý vị con ha, chào quý vị con.